Rồi hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình rảnh 2 tiếng các bạn. Thì mình sẽ xách một con trống đói của Út Em á các bạn. Út Em chơi không được đói mình á. Thì mình lên đây mình giật nó thứ sao ha. Hôm bữa mình cũng có làm 2-3 kèo rồi các bạn, nó cũng bắt được 2-3 con rồi. Mà mình chưa có nghe nó quất là gì nha. Còn ở nhà thì y như một cái lo phát thanh vậy đó. Ở nhà thì nó quất dữ lắm bạn, kề gần của máy mà nó cũng quất luôn, mà ra rừng là không quất nha. Thì cái đám này nó có một con máy lé mà nó quất dữ lắm bạn. Con máy đây mình đỡ cho nó có con trống, chứ không mình đem cái con mồi số 1 mình như một con máy là lên đây mình hốt nó liền luôn á bạn, tức tắc liền luôn á. Con máy đây nó cũng thích trống dữ lắm. Mình đỡ thử có con trống nào bây giờ mà không biết, hôm nay nó có con trống nào chưa mình không biết ha. Giờ lên mình sẽ bố trí nó, mình xem thứ tình hình nó sao nha các bạn. Đó, còn biết cách huấn luyện giống như là huấn luyện viên mà tuyến cầu thủ xong rồi mà ra sân á các bạn. Ra sân phải coi chân coi cánh, đấm đá như thế nào đó mình còn biết. Mình chọn cầu thủ nào kết hợp với cầu thủ nào cho nó hiệu quả các bạn. Thì con này thì bữa giờ mình chưa nghi quất, hôm nay mình lên mình quấn thử con máy lé thứ cây nó như thế nào nha. Tự động nó có vụ máy gì hay không, có quất hay không, chứ mình làm 3-4 kèo rồi các bạn mà chưa thấy nó quất nha. Bắt được 3-4 con mà chưa thấy nó quất luôn, mà ở nhà thì không ai ngủ được cái nó hết á. Thường sách tay giờ nó kêu dữ lắm, sao hôm nay sao không nghe kêu ta. Rồi lẫm đầu nha bạn. Đi đánh một mình con trống này mục đích là mình tập vợt nó thôi các bạn, chứ thực sự mình đi đánh nó một kèo là thấy nó ngán liền rồi các bạn. Nó ngán tới say luôn á. Nó không có kêu. Ra rừng nó không có kêu nha các bạn. Nó phụ thuộc lo nhiều quá. Mình ôm cái lo mình nhá nhá thì nó còn la con bói nó còn biết nó tìm tới các bạn. Cứ nhá riết vậy đó. Còn mình hiện tại mình cũng đang tập hút chó nha. Tập hút chó mà nó cũng không có quen mình hít chó các bạn. Khi mà nó la lên thì mình hít gió bồi theo thì nó còn la chút xíu. Mà mình hết hít gió là nó im luôn bạn. Cứ ngồi cứ nhá lo. Nhá lo rồi hít gió để cho nó la, cho nó kêu các bạn. La cho chưa nghe nó quất nha. Nó la nó kêu rồi là con bói nó nghe đó, nó định hướng được, nó chạy tới chỗ nó. Khi mà con bói tới chỗ nó rồi bạn thì nó chạch nó la dữ lắm. Nên cái con đây là chắc 4-5 chú trước các bạn, là chủ yếu là kẹp lo nè các bạn. Cứ đút cái lo sau đít á. Rồi kẹp cứ mở nhá riết vậy các bạn. Nên bây giờ nó quá thuần cái lo rồi. Mà hồi nãy có nghe chắc lử nữa, tróc chó nữa các bạn. Con này tập rất là mệt nha. Mình đem mấy con dơ như thế này đi quýnh nó còn một kèo là thấy hết muốn quýnh nữa các bạn. Ngồi hít gió tới đầy hơi luôn á. Ngồi cái chó liên tục luôn các bạn. Máy thì mình mang trong người á thì mình nó hết kêu cái mình nhá cái nó la lên đó con bói nó biết được nó ở chỗ nào các bạn. Thì khi mà con bói nó sát lại gần bên á thì không cần nhá lo, không cần hít gió nữa các bạn, thì nó la riết cái miệng nó luôn. Mà ở nhà đó các bạn thì tối là không có ngủ được với nó nha, nó quất dữ lắm. Hiện tại mình cũng đang coi thứ cây nó thích con máy nào ở nhà các bạn. Thì mình đang kè nó với lại một con máy bói 7 tháng mình á. Con bói 7 tháng hai con mình kè gần lại, nhưng mà con bói 7 tháng bữa giờ mình bói vô lập á, bắt đầu nó tuột lứa lại các bạn. Bữa nó sung lên kè nó kêu dữ lắm mà hôm nay nó tuột lại. Hôm nay là mình bó trong lập luôn nha, mình nuôi trong lập luôn. Cũng 10 ngày rồi các bạn, nên bắt đầu con máy bói 7 tháng nó tuột lại. Hiện tại là mình đang kè con máy bói 7 tháng đó, mình sau này mình sẽ
đi nó với con máy bỏ 7 tháng bạn. Chứ ra rừng mà bữa giờ quýnh cũng 3-4 kèo rồi bạn, mà chưa nghe nó quất là như thế nào luôn á. Mà ở nhà thì nó quất như cái loa vậy đó, mó mòng chân cánh mình mấy đều là bóng loãng nha, bóng lưỡng luôn á, nói chung là căng đét luôn. Nhưng mà không kêu, không quất nha các bạn. Mấy chim mà kẹp lo như thế này á bạn thì tập lại rất là mệt các bạn, rất là mệt. Có lo thì la la, không có lo thì là không kêu luôn. Thường á các bạn thì những con chim kẹp lo á, thì chỉ cần nhá lo một xíu thôi là nó kêu tầm khoảng nửa tiếng rồi còn nó im rồi mình còn nhá nữa. Còn còn cái ông nội này á các bạn thì thì nhá lo lên nó la thôi, là đỡ cho con bối nó biết nó chạy về thôi các bạn, chứ còn nó không có kêu nha, nó không có quất. Bởi vậy chán chết đi được chứ. Mình sẽ cố gắng mình tập cho nó không phụ thuộc lo nha các bạn. Con trống này đỡ mình cố gắng mình tập cho nó không phụ thuộc lo, để cho nhiều anh em biết cái cách mà tập cái con bối mà cái con mồi mà nó phụ thuộc lo các bạn, dạng như người ta kẹp lo riết rồi thì mình có thể tập lại thành con mồi mà tự chơi được không. Thì con đây thì nó không có kêu nha, ra rừng nó không quất luôn. Con máy được một cái là con máy gì à, chỉ la rí la thôi các bạn, mà cái rí la của nó cũng không có hay, nó cũng không có không có vũ bối hay á các bạn. Chỗ này nó có một con máy lé nha các bạn, mình đem một con trống hút em mình luyện thứ nó sao nha, thứ nó bắt máy thứ nó như thế nào nha. Bạn nghe máy quất không, đặt xuống là máy quất đi.
Rồi cái clip đây mình xin tạm dừng nha các bạn.